Gần 1.700 xe ô tô của người chơi xe Việt từ khắp mọi miền đất nước đã xếp hình thành công hình ảnh bản đồ Việt Nam hình chữ S và các quần đảo Hoàng Sa Trường Sa vào chiều qua tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Đây là kỷ lục xếp hình bản đồ bằng ô tô lớn nhất thế giới. Sự kiện đặc biệt này do cộng đồng chơi xe ô tô fan chủ trì tổ chức. Vị trí xếp hình là bãi đất trống rộng 16 ha, dài 450m, rộng 400m ở đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Ban tổ chức đã phải dùng tới hơn 700.000 mét khối cát để san lấp mặt bằng. Để hoàn thành, từ tối ngày 8 tháng 7, đã có khoảng 300 chiếc xe ô tô xếp hình trước ở vị trí phía tây bản đồ. Thời tiết ở Hải Phòng mưa lớn từ sáng ngày 9 tháng 7 khiến khu vực xếp xe xuất hiện bùn lầy và nhiều ô tô tham dự bị sa lầy, nhưng vẫn không hề làm nản lòng những gia đình mang xe đến xếp hình. Có những chủ xe đã lái cả ngàn km từ miền Nam để tham dự. Từ 7 giờ sáng, 1.370 xe ô tô còn lại đã vào vị trí ghép hình và kết thúc vào 15 giờ cùng ngày. Trước đó vào năm 2021, hãng xe Geely của Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục Guinness Thế giới về xếp hình bằng ô tô có số lượng là 750 xe. Đó là bức tranh hình đầu trâu, biểu tượng con giáp nhằm chào đón năm mới Tân Sửu 2021. Như vậy, sự kiện 1.670 xe xếp hình bản đồ Việt Nam có thể là hoạt động xếp hình có số lượng ô tô tham gia lớn nhất thế giới.